Những chính sách mới nhất về khoa học công nghệ. Những thông tin về hoạt động khoa học công nghệ. Những ứng dụng công nghệ thiết thực trong đời sống. Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học công nghệ. Phát sóng định kỳ vào 21 giờ 20 phút các ngày thứ hai, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TN1 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón xem.